với bản thân Trời, đây là lần đầu tiên trong đời thì có cơ hội được trình diễn một ban nhạc với nhiều nhạc cụ như vậy, và đặc biệt là hát những cái ca khúc rock rất là gắn liền với cái thời sinh viên khi mà sinh viên. Và Thùy thấy rằng là mình đã rất là cháy và mình đã rất là lửa khi mà mình trên sân khấu, và Thùy cảm thấy rất là thú vị với cái bài hát này. Ra thực tế thì mình chỉ có là được hai buổi để tập luyện cùng với lại huấn luyện viên của mình, và mình không có quá nhiều thời gian để các học thi rất là sát nhau. Nhưng mà những cái bài này thì là những cái bài mà Thùy đã từng mà Thùy nghe rất là nhiều khi mà còn là sinh viên, nên là nó như là đã ăn trong máu của Thùy rồi, và Thùy hát lên một cái bài này thì nó rất là quen thuộc và nó là thứ mà mình cảm nhận. Thực ra là ca khúc này là một ca khúc xuất sắc, tình cảm của It's My Life. Thì cái điều ấn tượng nhất đối với Thùy đó chính là khi mà mình phải nhớ lời, bởi vì hai cái ca khúc này khi mà kết hợp lại với nhau thì cái melody nó rất là giống nhau. Mình hay bị lộn, giữa thật điệp khúc của bài này sang bài kia, nên là mỗi lần mà mình hát thì mình phải cố gắng để mình nhớ cái lời mình hát đúng vào cái phần đó. Đó cũng là một thử thách cho Thùy trong phần của bài này. Đối với Thùy thì khi mà các bạn nghe những cái lời mình drop luôn kích thích và luôn cổ vũ, luôn động viên chúng ta rằng là hãy sống là chính mình, sống và sống mãi trong sống của chúng ta bằng cái sự nhiệt huyết và bằng cái sự đứng lên, bằng cái sự tiến lên phía trước. Thì trong cái bài It's My Life có một cái câu là Don't break, baby, don't back down, thì nó rất là hợp với lại lúc mà Thùy trải qua những cái khó khăn trong cuộc sống và Thùy gần như là gục ngã. Thì cái câu đó cứ thôi thúc trong đầu là bạn đừng có gục ngã, bạn hãy đứng lên đi. Và lúc đó thì Thùy cũng thấy rất là cảm xúc, và khi mà nghe lại những cái giai điệu của rock thì nó làm cho cái sự mạnh mẽ của mình nó trở nên mạnh mẽ hơn. Và khi mà hôm nay được thể hiện cái bài hát đấy trên sân khấu thì đấy là mình muốn truyền lửa cho mọi người, những người mà dù có khó khăn các bạn cũng ngã thì cố lên và sống cuộc đời chúng ta với một sự mạnh mẽ nhất. Mặc dù chúng ta có thể khóc, chúng ta có thể tan vỡ trái tim, nhưng mà chúng ta hãy sống cuộc đời. Nên cho các bạn tự sống ở nhiều mảng âm nhạc hơn để các bạn biết được là sẽ có một cái đoạn đời chính là của các bạn hiện nay. Cho nên ở vòng này các bạn luôn chung là lời trời của các bạn, luôn là lời cho các bạn hát những bài khác so với vòng trước, đặc biệt ở vòng này là vòng thăng hoa của ban nhạc, thì còn lựa chọn những cái ca khúc để làm sao mà cháy những cái bên, và quan trọng là có được một cái sự ăn khớp với bên nhiều hơn để cho khán giả cảm nhận được cái mà các bạn. Yeah.